Rồi, recording in progress, tức là tôi sẽ quay lại cái buổi dạy hôm nay để sau tôi sẽ gửi lại cái video này cho các bạn. Tôi thì cũng năm nay là 36 tuổi, vừa đón sinh nhật hưởng dương 36 tuổi tháng trước. Đấy, vừa thổi cái lễ thôi lôi em chưa 18 lần 2 để cho mọi người dễ xưng hô. Hiện nay thì công việc chính của tôi là giảng viên đại học, giảng dạy từ năm 2008 đến bây giờ. Là năm nay là 2021 là 13 năm nghề gõ đầu người lớn rồi. Và hiện là cũng là thành viên giảng huấn của bên BTI, chỗ chị Lan Anh là chuyên viên bên đó. Nếu mà không có dịch như này thì bên thì các buổi tối thì tôi cũng hay dạy ở bên BTI cho các giám đốc khá là nhiều. Ngoài ra thì tôi cũng có một công ty chuyên về đào tạo và tư vấn. Hiện nay thì tôi đang làm tư vấn cho một hãng thời trang. Và tháng 7 vừa rồi là tháng bây giờ đấy, sắp hết tháng rồi. Còn 2 ngày nữa hết tháng thì tình hình rất là tệ. Thì doanh số của chúng tôi cũng đạt khoảng 3 tỷ rưỡi. Bằng cả bán buôn lẫn bán lẻ. Đấy, tình hình rất tệ. Nếu như nó hết đỡ tệ thì tôi có thể x3 doanh số này cho các bạn xem. Tôi làm là có căn cứ chứ không phải là nói bốc phét, bởi vì thời trang mà nó cũng dễ bán lắm, nhưng không khó đâu. Doanh số bán một khoảng 10 tỷ một tháng là bán được, không hề khó. Rồi. Đấy là một vài cái chia sẻ. Tôi tốt nghiệp hai chuyên ngành khác nhau. Đấy là MBA về quản trị kinh doanh rất là phù hợp với các bạn. Thứ hai là MA, tức là bằng thạc sĩ về luật. Đấy. Bằng thạc sĩ về luật, tất nhiên là tôi không hành nghề luật đâu. Nhưng mà nếu mà các bạn mà hỏi bất kỳ cái yếu tố gì mà liên quan đến luật thì tôi cũng biết khá là rành. Đấy. Về marketing online thì tôi giảng dạy và làm từ 2008 đến bây giờ. Cũng tương đối là sớm và có thâm niên. Thế thì theo cái đơn đặt hàng của phía công ty thì tôi cũng xây dựng 5 cái buổi học với 5 cái nội dung khác nhau. Và tất nhiên thì tôi cũng rất là tham là cho khá là nhiều nội dung để cho các anh chị và các bạn có thể được học được nhiều thứ nhất có thể. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta mà không tiêu hóa được hết cái số đề cương đấy thì cũng không sao cả. Miễn là chúng ta tốt trong từng buổi học và tôi sẽ cung cấp thêm các tài liệu. Hôm qua thì tôi đã có một cái buổi ngồi sắp xếp tài liệu cho các anh chị và các bạn thì nó có khoảng 200 MB dữ liệu thôi. Và các thầy khác dạy thì cho một file mấy trang thì tôi đưa luôn 200 MB cho mọi người xem cho nó thoải mái. 200 MB dữ liệu là rất nhiều đấy. Nếu mà mọi người hiểu rằng nó 200 MB dữ liệu là rất nhiều đấy. Nha, ok. Đấy là giới thiệu sơ bộ về tôi. Thứ hai là tôi cũng biết là phía công ty là có hai cái nhóm ngành hàng, hai công ty, hai ngành hàng khác nhau. Một ngành hàng là mỹ phẩm Hàn Quốc cao cấp, một ngành hàng là đồ uống, tôi gọi nó là F&B. Và chính xác thì nó gọi là FMCG thì đúng hơn. Nó gọi là sản phẩm tiêu dùng nhanh. Và thực ra hai sản phẩm này chúng ta sẽ phải đi các cái cách đi là khác nhau. Thế thì nội dung chương trình thì tôi cũng sẽ cố gắng là lấy một vài ví dụ có liên quan để cho các bạn làm. Đấy, và quan điểm của tôi là các bạn sẽ đặt những cái câu hỏi, đặt những cái vấn đề và chúng ta sẽ dành ra một cái khoảng thời gian để thảo luận. Ví dụ như là trước hay là sau cái buổi học đó. Đấy, còn khi tôi giảng thì cố gắng là sẽ giảng liên tục để cho mọi người không bị ngắt quãng. Và sau đó chúng ta dành một cái khoảng thời gian để thảo luận riêng. Đấy, cũng rất là hay. Nhưng không sao, nếu mà các anh chị mà các bạn muốn hỏi luôn thì cứ hỏi nhá. Tại vì nếu mà có hỏi luôn thì sợ là nó mọi người phải chờ đợi nhiều. Rồi. Ok, trước khi ta bắt đầu thì mọi người có câu hỏi gì không ạ? Mình cứ tiếp tục cái bài của mình đi thầy. Dạ vâng, ok. Quá trình hỏi như thế nào thì chúng tôi sẽ hỏi thêm. Nhưng mà thêm một gợi ý nữa là có những hàng ngắt thì thầy sẽ làm rõ hơn thế nào gọi hàng ngắt, thế nào hàng mở. Thì thầy thêm một cái phần này một chút xíu nữa và trong nội dung chút xíu cho thầy. Hàng ngắt, hàng mở là như nào anh?
Có những mặt hàng thì nó đi theo kiểu ngắt đó. Tức là marketing kiểu À, ngắt. ngách 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 Đúng đúng rồi, không? đúng rồi, chính xác. Có thể mở thì mình thêm một cái này nữa thì nó sẽ làm rõ được các vấn đề hơn nha thầy. Cảm Thị trường ơn. ngách ngách và ok, và lấy nghe ra là ngắt, đang đang không hiểu là ngắt mới mở là thế nào. Ok, buổi hôm nay thì theo cái đề cương tôi đã gửi các anh chị thì ta sẽ có giới thiệu về các cái nền tảng online và các chiến lược PR. Thế thì tôi cũng đã gửi cho các anh chị một số những cái slide, tôi sẽ share màn hình với các anh chị ở đây. Thế thì đầu tiên thì tôi sẽ review một chút, và tôi sẽ review một chút về marketing. Ở đây thì có thể có những người có chuyên môn về kinh doanh, marketing, kế toán gì, hoặc thậm chí là học công nghệ thông tin. Thì chúng ta cũng không phải là chương trình giảng dạy ở bậc giảng đường để mà lấy điểm thi. Cho nên là tôi sẽ gói một cái cuốn sách dài 1.000 trang, nói trong vòng 5 phút để mọi người hiểu rằng là marketing là gì và chúng ta làm marketing là làm gì. Thế thì khi nói đến marketing ấy, thì từ trước đến giờ ấy, là chúng ta hay sử dụng, người Việt Nam bây giờ đang sử dụng cái quan điểm marketing của Kotler rất là nhiều. Ông được mệnh danh là cha đẻ của marketing hiện đại, và hiện ông vẫn là giảng giảng viên, giáo sư đầu hàng của Đại học Harvard. Ông giảng dạy ở khoa quản trị của Đại học Harvard. Tôi cũng rất là may mắn đã được đến Đại học Harvard là tham quan và học hỏi. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái mô hình này nó vẫn, người ta vẫn nói từ cách đây rất là lâu. Đấy, đó là mô hình marketing mix 4P hay là 7P. Và sau này thì một số các học giả khác, trong đó có tôi, đã phát triển lên những cái mô hình marketing mới. Thế thì các bạn là những người mà học để thực hiện, thực hành thì là các bạn không cần hiểu quá sâu xa về nó làm gì cả nhá. Các bạn chỉ cần là những cái chiến lược marketing, ở đây chúng ta sẽ tập trung quanh những cái chữ P này. Nó là những cái từ viết tắt của những từ tiếng Anh, như là chữ P thứ nhất là về sản phẩm. Đấy, chiến lược về sản phẩm. Thế thì khi nói về sản phẩm, đúng không ạ, thì tôi cũng đã xem cái sản phẩm của Kim Tan hay là cái sản phẩm thời trang của bên mình, thì tôi thấy là cái phần thiết kế bao bì bao gói cũng khá là đẹp. Đấy, thì cái tất cả những cái yếu tố về sản phẩm nó liên quan đến đóng gói, bao bì bao gói, rồi kiểm định chất lượng, rồi thì những cái quy trình công nghệ sản xuất, tất tần tật những thứ đấy thì nó đều được coi là cái chữ P thứ nhất, là về chiến lược sản phẩm đó, chứ không phải là tôi chỉ có một cái lon nước, hay là tôi chỉ có một cái chai mỹ phẩm là xong, đúng không ạ? Tại sao nó đóng kích thước như thế, tại sao nó có màu sắc như thế, thì cái thông điệp quảng cáo, cái thông điệp bán hàng là như thế nào cho cái sản phẩm đó. Thứ hai là ta sẽ quan tâm đến chiến lược giá, đúng không ạ? Ngày nay thì chúng ta quan tâm đến chiến lược giá rất nhiều. Thì trong chiến lược giá nó sẽ có chiến lược giá xâm nhập. Nó xâm nhập tức là khi mình bắt đầu vào bán, thì ví dụ như là cái sản phẩm nước uống Kim Tan của ta ấy, thì là nó ta có thể hiểu đây chính là cái giai đoạn chúng ta đang xâm nhập thị trường, đúng không? Thì chắc chắn chiến lược giá của chúng ta phải lựa chọn những cái chiến lược giá thấp. Chúng ta phải chiết khấu cho đại lý cao. Đấy, chúng ta phải có khuyến mại nhiều để chúng ta dễ xâm nhập. Thứ hai nữa là cái chiến lược giá nó phụ thuộc vào định vị thương hiệu, là chúng ta định vị cao hay định vị thấp. Đấy, chúng ta định vị cái chất lượng sản phẩm đấy nó hướng tới yếu tố sức khỏe là gì, đúng không ạ? Nó yếu tố đến sức khỏe là gì. Ví dụ như là tại sao Red Bull nó là cái dòng đồ uống mà gọi là cái dòng dòng đồ uống Red Bull nó gọi là nước tăng lực, đúng không? Nước tăng lực. Và Red Bull là một cái hãng nước tăng lực của Thái, có thể nói là rất thành công trên toàn thế giới. Một hãng của Thái Lan thôi nhưng mà rất thành công trên toàn thế giới. Doanh thu của họ rất là lớn và giá trị thương hiệu rất là cao. Và hiện nay kể cả những hãng như là Pepsi hay Coca, họ cũng rất là muốn nhảy vào cái dòng sản phẩm nước tăng lực nhưng mà không cạnh tranh được với Red Bull. Vì thương hiệu của họ rất mạnh, cái sự trung thành của khách hàng khá là lớn và cái chất lượng sản phẩm của họ cũng rất là tốt. Đấy. Cái chiến lược giá nhá, chiến lược giá là chúng ta có thể thay đổi. Chúng ta có thể thay đổi theo thời gian, theo cái chiến lược bán hàng của chúng ta. Bây giờ chúng ta chưa bán được thì chúng ta hãy tìm mọi cách để bán được.
Đấy, bán hòa, bán lỗ là chúng ta đi vào thị trường. Đấy, chúng ta có thể định giá cao nên sau đó thì chúng ta bán chiết khấu cao và chúng ta tặng quà, hay là tặng theo kiểu là mua 1 tặng 1, hay là mua 10 tặng 1, hay là mua 10 tặng 2. Đấy là tất cả những thứ đấy là đều phải thuộc về chiến lược giá để chúng ta đề ra. Nhưng mọi người sẽ học, mọi người sẽ rất là muốn là thầy dạy cho mọi người là chiến lược marketing này, chiến lược marketing khác, chạy quảng cáo kênh nọ kênh kia. Thế nhưng mà nếu không giải quyết được vấn đề về giá, vấn đề về giao hàng, công nợ, chiết khấu thì gần như đi bán hàng cũng rất là khó, đúng không ạ? Và chúng ta, nhất là những người mà làm kế toán hoặc làm tài chính, thì cần phải hạch toán rất là chi tiết về cái một cái sản phẩm như vậy. Giá bán là 10.000, thì chi phí nguyên liệu là bao nhiêu, chi phí bao bì là bao nhiêu, chi phí giao vận là bao nhiêu, chi phí tồn kho là bao nhiêu, chi phí vốn vay là bao nhiêu, chi phí khấu hao tài sản là bao nhiêu, điểm hòa vốn như thế nào đấy, thì để chúng ta có thể đưa ra được một cái mức giá hợp lý, đưa ra được một cái mức giá hợp lý để mà chúng ta bán, đúng không ạ? Để chúng ta bán. Rồi sau khi mà chúng ta có một cái chiến lược về giá tốt, sau đó thì chúng ta mới đến các cái chiến lược quảng bá và xúc tiến bán. Thì cái chữ P thứ ba là cái chữ P mà mọi người rất là muốn học. Nào thì chạy quảng cáo Facebook, nào thì chạy quảng cáo Google, chạy quảng cáo Zalo, chạy quảng cáo TikTok, làm kênh YouTube, làm sell web, phát tờ rơi, tổ chức game show, hay là viết những cái con game app để cho người ta chơi. Các bạn biết là như Red Bull họ tài trợ cho hầu hết các cái cuộc thi, các cái sự kiện thể thao, mà đặc biệt là thể thao mạo hiểm. Red Bull nó gắn liền với các loại hoạt động thể thao mạo hiểm, bởi vì nó nói rằng là những cái loại đấy là cần trí lực, cần thể lực rất mạnh. Đấy, nó không thèm quảng cáo những cái loại mà đánh cầu lông, nó không thèm, nó toàn chơi những cái loại mà xe máy leo núi này, rồi thì trượt ván này, lướt ván này, rồi thì những cái rất là mạo hiểm. Nếu mà Thái hay là công ty là cũng nghiên cứu những cái phương pháp marketing của Red Bull, mặc dù là đẳng cấp của ta với nó thì nó cũng quá là xa, nhưng mà đấy là những cái bài học. Hiện nay thì tôi cũng có khá nhiều case study về nó, tôi có thể gửi một phần cho các bạn. Được cái là tôi cũng ham dịch nên có khá nhiều tài liệu. Thì chúng ta phải tìm được trong cái promotion này, chúng ta phải tìm được kênh này. Đấy, chúng ta phải tối ưu kênh này, tối ưu chi phí này. Đấy, phải lựa chọn được thông điệp này. Bây giờ ví dụ như Kim Tan là sâm, đúng không? Bây giờ cái thông điệp mọi người muốn thuyết phục thầy Phan Anh uống cái nước này là như thế nào? Bây giờ một người như thầy Phan Anh là chưa biết gì về sản phẩm. Làm thế nào để thầy Phan Anh ra quyết định mua? Khi mà thầy bước vào một siêu thị, trong một cái gian hàng đồ uống, nó có Coca, nó có Pepsi, Sting, Samurai, Bí Đao, cái gì đấy, những cái mà thầy có thể nhớ được. Tất cả những cái thứ mà thầy vừa nhớ được đấy, trong tiếng Anh nó gọi là top of mind. Top of mind tức là những vị trí nhớ đầu tiên của nhãn hiệu trong ngành hàng. Các anh chị muốn bán được hàng thì các anh chị phải ấn vào đầu khách hàng cái top of mind này. Không liệt kê ra Kim Tan, không bao giờ có cơ hội bán hàng đâu, đúng không ạ? Đấy, nó gọi là top of mind, tức là những vị trí nhớ đầu tiên của trí tuệ, của trí não. Ví dụ như điện thoại, đúng không? Bây giờ hỏi mua điện thoại, liệt kê luôn. iPhone, Samsung, Oppo, Xiaomi, đúng không? Bây giờ người ta không kể Sony nữa, người ta không kể LG nữa, người ta không kể HTC nữa, Nokia nữa, nó chết rồi, đúng không? Đấy, thế thì người ta nhận kể được những cái gì thì đầu tiên là khách hàng phải biết cái hành vi mua của họ là hành vi mua của họ là đi từ biết cho đến tìm nha, biết cho đến tìm, tìm xong đến so sánh xong đến trải nghiệm, và trải nghiệm thì mới đến trung thành. Nó có 5 bước,